Xin mến chào quý cô chú anh chị và các bạn đã trở lại với kênh Chợ Miền Tây. Hôm nay mình tiếp tục chia sẻ tình hình của thành phố Sóc Trăng ở huyện Thạnh Trị như sau. Mời quý cô chú anh chị cùng theo dõi video ngày hôm nay. Hiện giờ mình đang đứng giữa cái địa phận của huyện Mỹ Xuyên và huyện Thạnh Trị các bạn. Bây giờ bắt đầu mình đi vào địa phận của thành huyện Thạnh Trị. Thị trấn Phú Lộc ngày hôm nay như thế nào? Mời quý cô chú anh chị cùng theo dõi video. Thì tình hình mình thấy ở khu vực này rất là vắng vẻ các bạn. Nhà ai nấy ở, trong tình hình dịch bệnh nó đang diễn hướng rất phức tạp, cho nên bà con mình chú ý và thực hiện tốt thông điệp 5K của Bộ Y tế để bảo vệ bản thân mình và bảo vệ cộng đồng. Đây phía trước mình là cái cầu Xẻo Tra nha các bạn. Bây giờ mình đang đứng ở khu vực này. Giờ mình bắt đầu đi dọc vào vào cái khu vực địa phận của thị trấn Phú Lộc các bạn. Đây là cái khu vực cái chỗ góc cầu Xẻo Tra. Thì chỗ này người ta cũng có đóng thuyền ghe nhỏ nhỏ vỏ lãi các bạn để bán cho người về sông nước về ngã năm rồi này. Với bà con mình ở trên cái huyện Thanh Trị này người ta cũng xài ghe để mà đi giăng lưới bắt cá hay là đi ruộng gì, cũng còn một số bà con mình ở vùng nông thôn. Đây là cái cầu Xẻo Tra. Thì qua cầu thì cũng có một cái đường quẹo về cái hướng Tân Tức của huyện Thanh Trị. Thì các bạn đi đường đó, đi bọc ghe đó vô xóm gãy của bà con. Đây phía trước mình ở bên tay phải các bạn có một cái đường lầu nhỏ, mình chạy xuống vô đó là vô kinh gãy của kinh gãy mới của huyện Thanh Trị đó các bạn. Đó trong chiếc xe Honda mới chạy ra là cái đường đó đó các bạn. Thì bây giờ chỗ đó cũng rất phát triển rất là đẹp luôn. Bây giờ mình đang đến cái khu vực của trung tâm thị trấn Phú Lộc, huyện Thanh Trị. Thì hiện nay các bạn cũng biết tình hình dịch nó đang phức tạp, cho nên bà con mình ở đây ý thức cũng rất là cao, không ai ra đường khi không có gì cần thiết đó các bạn, cho nên ở đây rất là tốt trong những ngày này. Đây các bạn nhìn thấy là quán xá người ta bán đồ thì cũng chẳng chè nhiên cái tấm cao su hết trơn các bạn, ai cũng vậy hết trơn. Thì bây giờ mình giữ cho khách là cũng như giữ cho người chính bản thân mình, mà mình bản thân mình giữ tốt thì mình cũng là giữ cho bà chính cho người người khác. Đó là biện pháp hiện nay. Thì biện pháp hiện nay trước hết là các bạn phải thực hiện tốt thông điệp 5K. Còn ở đây là trường mầm non Phú Lộc các bạn, hiện bây giờ cũng vẫn còn đóng cửa rồi các bạn, chưa có kế hoạch để mà vô cho các em trở lại trường trong thời gian này. Thì người ta đang coi tình hình dịch người ta mới quyết định các bạn. Thank you.
Còn đây là cái cổng chào của huyện Thành Trị, thì đây là cái của mình, tay trái mình là một dãy người nhà người ta mua bán, còn bên đây bên tay phải thì trường học nha các bạn, với bến xe nó nằm dãy mình ở đây luôn. Thì các bạn quẹo bên tay trái về là thị xã Ngã Năm, các bạn đi thẳng là Bạc Liêu, đây có hướng các bạn để về chỉ Ngã Năm còn 25 km, Bạc Liêu còn 17 km các bạn, ở ngay chỗ thị trấn Phú Lộc thì mình về Ngã Năm còn 25 cây. Đây là trường học Trần Văn Bảy của huyện Thành Trị, thị trấn Phú Lộc. Còn phía trước mình là cái cầu của huyện Thành Trị các bạn. Thì các bạn qua cầu thì bên đó là một cái chợ của huyện Thành Trị. Thì mình sẽ chia sẻ sau cho các bạn vào ngày mai. Bây giờ mình đi tiếp tục để chia sẻ tình hình ngày hôm nay ở khu vực này cho các bạn xem. Thì ở trước mặt mình cũng có một cái chùa Ông Bổn của huyện Thành Trị nữa nè các bạn. Cũng rất là lớn, ngôi chùa này cũng rất là lâu đời. Đây, bây giờ các bạn quẹo bên tay phải này về Ngã Năm, các bạn đi thẳng thì về Bạc Liêu nha. Giờ cái tuyến đường này là về thị xã Ngã Năm các bạn. Bây giờ mình đi dọc vào khu vực này một đoạn để tới khu vực đường vào chợ Thành Trị như thế nào, để gửi đến quý cô chú anh chị xem tình hình của ngày hôm nay trên địa bàn thị trấn Phú Lộc. Thì mình thấy nãy giờ đi rất vắng vẻ, bà con mình mua bán cũng rất là ế ẩm luôn các bạn. Đây là bán dài dài. Đó, các bạn nhìn thấy là đây là khu vực người ta bày bán cũng là đồ rất là nhiều các bạn, quần áo chuẩn bị cuối năm người ta bán cho dân ở trong cái nông thôn. Còn cái hướng này các bạn có thể đi vào chợ của huyện Thành Trị, rồi mình đi thẳng là đi về thị xã Ngã Năm. Rồi bây giờ chợ miền Tây cũng xin tạm dừng video tại đây. Xin chúc quý cô chú anh chị các bạn một ngày mới vui vẻ và có nhiều niềm vui trong cuộc sống và hạnh phúc bên gia đình người thân, chuẩn bị đón mùa Giáng sinh an lành. Xin mến chào và hẹn gặp quý cô chú anh chị trong những video kế tiếp của chợ mình xây. Xin tạm biệt.